Mai Tuấn một lần nữa xin cảm ơn sự trở lại của quý vị để nghe tiếp phần tin Việt Nam. Bản tin đầu về Việt Nam cho biết là tỉnh Sóc Trăng đã bỏ cái dự án camera lấy cớ để chống khủng bố vì sức ép của dư luận trong nước. Tỉnh ủy Sóc Trăng nói trong thông cáo báo chí gửi ra hôm thứ Hai vừa qua cho biết là họ hủy dự án lắp máy camera an ninh cho nhà riêng của nhiều cán bộ tỉnh sau khi báo chí và dư luận chỉ trích nặng nề là dự án này tốn phí một cách vô lối. Tin tức ở trên các báo Tuổi Trẻ, rồi báo Người Lao Động và Pháp Luật Thành Phố cho biết là quyết định hủy bỏ được đưa ra tại cuộc họp Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng hôm thứ Hai. Dù cho rằng việc lắp đặt camera giám sát khu vực nhà riêng của các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh là chủ trương đúng đắn của tỉnh, nhưng Ban Thường vụ khẳng định khi dự án được thực hiện đã có những sai phạm về quy mô, về số lượng cũng như nguồn kinh phí lắp đặt, cho nên đã quyết định bỏ, thưa quý vị. Cũng có một phần nào hay, không phải, thưa quý khán giả, cho chúng tôi một cái nhận xét nhỏ. Nhờ có những tiếng nói phản ánh của người dân, cho nên chính quyền tuy rằng việc lắp đặt một vài cái máy vài trăm ngàn Mỹ Kim chăng thì cũng chưa là lớn, nhưng mà ít nhất là cũng đã nghe được cái phản ánh của dân chúng. Mong gì những việc lớn hơn nữa, lớn hơn nhiều nữa mà biết nghe thì Việt Nam chúng ta sẽ thăng tiến chừng nào. Bản tin thứ hai nói đến một số đông người Việt cùng với một số các quốc gia khác ít hơn đã biểu tình ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, biểu tình vì Hồng Kông và Biển Đông. Bản tin nói rõ là vài trăm người châu Á gồm có người Việt Nam đã xuống đường biểu tình vì Hồng Kông và Biển Đông trước Tòa đại sứ của Trung Quốc ở thủ đô Warsaw. Cuộc biểu tình xảy ra hôm 29 tháng 9, được nhiều đài của Ba Lan đưa tin. Và trước cổng phụ của Tòa đại sứ Trung Quốc trên phố Shishogeska, nhiều người đã cầm cờ các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam, có Đài Loan, có Hồng Kông và cả người Ba Lan nữa. Rồi có cả người Tây Tạng đó đã ủng hộ và chống đối việc Trung Quốc ngỗ nghịch xâm lăng ở Biển Đông cũng như Hồng Kông. Một số người sau đó đã diễn cảnh dẫm hình, tức là dẫm lên ông Tập Cận Bình là lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Một số trẻ em Việt có mặt với biểu ngữ nói Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc, và người biểu tình đã hô các khẩu hiệu phản đối Bắc Kinh. Họ đã ủng hộ Hồng Kông và đòi Trung Quốc phải rút khỏi Biển Đông. Bản tin sau cùng nói đến thành phố Sài Gòn trong mấy ngày vừa qua đã phải méo mó vì triều cường, tức là mực nước dâng lên đạt mức kỷ lục. Bản tin nói là mức triều cường kỷ lục đã vượt mức báo động 3 gần 0,3 mét tối hôm thứ Hai vừa qua, khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố Sài Gòn đang ngập nặng và nhiều gia đình phải chịu cảnh sống chung với nước bẩn. Và tối ngày 30 tháng 9 thì triều cường tại Sài Gòn đã vượt mức như chúng tôi vừa thưa. Cụ thể là cái đỉnh cao triều cường ở trạm Phú An, sông Sài Gòn là 1.75 mét và trạm Nhà Bè là 1.77 mét, khiến cho nhiều khu vực chìm trong biển nước. Ngay từ đầu lúc chiều, buổi chiều đó, thưa quý vị, thì mức triều cường liên tục đã tăng cao và khiến cho đời sống người dân tại quận 4 bị đảo lộn, tức là bên Khánh Hội, bên chúng tôi chỉ nhớ thoáng như vậy. Mặt đường và sông Ngọc nhập lại như là một, la láng là nước. Và nhiều phương tiện giao thông đã gặp khó khăn, xe máy chết như rạ. Người dân phải thận trọng khi đi qua những vũng nước xoáy và các ống cống ngập. Đó là tình trạng xảy ra ở thành phố Sài Gòn mỗi khi mưa lớn, và bây giờ ngày càng được gọi là vượt kỷ lục, tức là vượt những cái mức cũ, thì người dân càng khốn đốn hơn nữa. Không biết bây giờ những cái công trình xây đường hầm trước cũng như các đại lộ thì như thế nào, thưa quý vị. Nếu không có cả một hệ thống tổng thể để thoát nước thì nguy hiểm.
nhất là mực nước biển dâng cao vì biến đổi khí hậu. Bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin tức hôm nay của hệ thống truyền hình VBS. Mai Tuấn xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị được mọi sự bình an và mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.